Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện bài 5.5, đó là thực hiện nhập vào một chuỗi ký tự, sau đó thì đếm cái số lần xuất hiện của từng cái ký tự ở trong cái chuỗi đấy theo hai cách, đó là phân biệt và không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ok, khá là đơn giản thôi đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ sử dụng mã ASCII để thực hiện cái bài này nhá. Mã ASCII tức là một cái mã, mỗi ký tự sẽ có một cái mã tương ứng, và ký tự A lớn bắt đầu từ số 5, A nhỏ bắt đầu từ 97, và bảng chữ cái có 26 chữ. Ok, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mã đấy cho nó tiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái vấn đề chính này. Thì ở đây mình sẽ có cái hàm count letter thì sẽ dùng để đếm ký tự thường. Tức là cái này là nó sẽ không phân biệt. Còn cái letter có chữ A lớn đi đằng sau thì mình sẽ không phân biệt. À nhầm, phân biệt chữ hoa chữ thường. Rồi thì hai cái hàm này tương tự nhau. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với hàm đếm không phân biệt nhá. Thì cái này mình cần có biến y này, chạy này. Mình có con biến sai này. Biến sai này thì sẽ là ln độ dài của cái chữ C. Sau đó thì mình có một cái mảng B. Mảng B này thì có tối đa là 97 cộng với 26 phân tử. Ok. Thì nó tương ứng với mã ASCII tối đa của cái phần tử cuối cùng trong cái bảng chữ cái ấy. Cái này là tất cả bằng không. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho cái con là for y được từ 0, y nhỏ hơn cái giá trị sai, y nó tăng lên. Thì ở đây tiếp theo là mình sẽ cho cái b tại cái vị trí C Y chạy thì cộng cộng đó. Đơn giản này, tại vì thế này, khi mà chúng ta làm thế này thì nó tự hiểu là cái ký tự tại vị trí Y trong bảng C nó sẽ chuyển thành cái lấy cái mã ASCII của nó, và lúc này thì mã ASCII này sẽ chỉ số của cái mảng B. Ok, và cái phần tử tại cái chỉ số đó thì sẽ được tăng cái giá trị lên 1, và lúc đầu tất cả chúng là không. Như vậy sau khi tăng lên 1 thì có nghĩa là cái ký tự tại vị trí đó nó xuất hiện một lần rồi. Hay tương ứng nói cái khác, đó là ký tự có mã tương ứng đã xuất hiện một lần. Lúc này thì sau khi thực hiện xong như thế này, ok, thì cái này là không phân biệt, cho nên là chúng ta sẽ trước khi thực hiện đếm thì CI mình gán lại bằng to lower và truyền CI vào đó. Sau khi thực hiện xong thì mình sẽ in ra thôi. Thì lúc này sử dụng một cái vòng for y bắt đầu từ 0, nhầm, không phải 0, bắt đầu từ 97. Ok, y nhỏ hơn 123 và y tăng lên. Lúc này mình sẽ in ra in phần trăm C 2 chấm phần trăm D, tức là ký tự nào thì xuất hiện bao nhiêu lần. Thì lúc này ép sang kiểm tra của cái thằng Y và cái mảng B. B này là B Y. Đó, thế này là xong cái việc đếm không phân biệt. Rồi. Thì cái này tại sao lại 123? Tại vì có 26 chữ cái thì bắt đầu được 97. Chờ, thì nó phải đến 122. Và chúng ta lấy nhỏ hơn. Bây giờ thì đến với cái việc mà đếm. Đây. Đếm không phân biệt đã làm tương tự. Lúc này thì bắt đầu từ 65. 65 đến cộng với 26 là 91. Ok. 5611 mà. Thì lúc này đã đến 91 in ra này. Sau đó thì mình tiếp tục thêm một cái vòng lặp nữa. Từ 97 đến 123. Đó. Chọn. Rồi. Như vậy thì sau khi thực hiện như này chúng ta đã có được cái kết quả, và lúc này thì đọc dữ liệu đầu vào thông qua FS. Cái này thì có phân biệt chữ hoa chữ thường thì gọi đến cái hàm này. Ok, hàm gọi chữ A
lớn ở đây, còn ngược lại thì gọi đến hàm bên trên này. Ok, thì lúc này bỏ chữ này đi. Rồi giờ mình chạy thử, nếu mà sai thì là sửa. Ví dụ như cái này là hello world. Đây. À, cái này bị thiếu một cái rất là quan trọng, đó là mình thì có cái cho nó xuống dòng đi. Sau khi mỗi thằng thực hiện xong thì xuống dòng để nhìn cho nó đỡ dính vào nhau, hoặc là các bạn có thể dùng dấu phẩy, dấu cách gì đấy cách nó ra. Ví dụ hello world đó. Thì lúc này nếu như mà không phân biệt được chọn thì các bạn sẽ thấy là nó đếm được ở đây, đó là chữ D này, chữ E này, chữ H này, chữ L, chữ O. Ok rồi, còn nếu mà phân biệt thì đây này, nó sẽ đếm à chữ cái nào. À, cái này mình nhầm rồi, mình phải gọi cái có phân biệt trước. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện bỏ cái này đi. Đây, tại vì cái này là không phân biệt cho nên là chúng ta phải bỏ cái chỗ to lower đi. Và nhớ là cái này là phải gọi đến cái này trước. Ok, gọi đến cái hàm này trước. Tại vì cái hàm này thì nó có cái to lower này, thì nó sẽ làm cho cái ký tự chúng ta bị thay đổi. Hoặc là đơn giản chúng ta sẽ gán cái này sang cái thằng nào đó đi. Ok, cái thằng này giả sử như là tra một cái W nào đó, để cái này là chuyển thành W rồi, thì nó này gọi thế nào tùy. Rồi bây giờ thì chúng ta đã được một cái chương trình khá là hoàn chỉnh đấy. Ví dụ như là mình nhập vào một chuỗi những cái ký tự nào đó, sau đó là rồi xem kết quả ra này. Đấy thì nó sẽ tìm được cả chiêu hoa chữ thường phân biệt hết này, đấy đếm hết. Ok, còn cái này là không phân biệt thì nó gộp hết lại đó, thì khá là đơn giản đúng không nào. Chỉ cần sử dụng cái bảng mã ASCII kết hợp với một cái mã số nguyên để đếm đó, đếm bình thường. Đếm xong thì chúng ta sẽ có được cái kết quả và hiển thị nó ra ngoài thôi.